nguyên nhân chính của nó là do xem điện thoại, TV và máy tính. Lý do vì sao? Vì cái này nó phát ra một cái ánh sáng gọi là ánh sáng xanh. Cái ánh sáng xanh này nó tác động đến hệ cơ và hệ thần kinh của mình. Đấy. Và những cái hình ảnh trong những video, trong những cái mình xem ấy, nó tác động vào não bộ của mình. Cái bệnh này người lớn cũng bị, chứ không phải là người lớn không bị, nhưng người lớn bị ít hơn trẻ con. Bởi vì người lớn là cái hệ thần kinh của người ta nó trưởng thành nên nó khỏe hơn. Không phải là không bị nhá, nếu như xem nhiều nữa vẫn có thể bị. Bởi vì là trước đây là bác sĩ đã điều trị cho một anh này là giám đốc bảo hiểm. Anh này cũng nháy mắt rất là nhiều và sau em điều trị là anh đó đã khỏi. Tức là lúc đấy anh nháy mắt đến mức mà lái xe không tự kiểm soát được, không tự kiểm soát và không dám lái xe. Và sau đó điều trị được là anh đấy là ổn đấy. Đấy cho nên là nói là không phải người lớn cũng bị đâu nhá, người lớn cũng bị. Nhưng mà trẻ con là hệ thần kinh nó chưa trưởng thành, nên người ta nói là trẻ em không phải là người lớn thú nhỏ lại đâu, mà là trẻ em là hệ thần kinh chưa trưởng thành, hệ cơ chưa phát triển hết, rồi nhiều cái ở trong cơ thể nó chưa phát triển hết, cho nên là trẻ xem là dễ bị. Và thứ hai là tại sao thằng này cũng xem có một tiếng, thằng kia cũng xem một tiếng mà thằng này bị, thằng kia không bị? Cái này nó lại phụ thuộc vào cơ địa và hệ thần kinh của từng người một. Đấy, ví dụ như hai thằng đó, nhưng một thằng nó khỏe, một thằng nó yếu. Ví dụ một thằng nó gánh được 5 kg, một thằng là sức nó gánh được 10 kg, thì hai cái thằng này cùng gánh cái 6 kg thì rõ ràng là cái thằng 5 kg này bị này, còn cái thằng 10 kg là nó chưa bị đâu. Thằng 10 kg nó phải 11, 12 trở lên là nó mới bị. Đấy, đấy vì là không biết, không có ai nói cho để mà biết. Cái đó để giải thích tại sao người này cũng xem như vậy, người kia cũng xem như vậy, tại sao lại có người bị người không. Cái đấy là để chúng ta biết được rằng là do cơ địa, do hệ thần kinh của từng người, sức chịu đựng của từng người nó khác nhau. Đấy cho nên là có thể thằng này bị, thằng khác nó không bị.